Nhiều tình huống có thể xảy ra trên đường, các lái xe cần kiên nhẫn và xử lý bình tĩnh trong mọi tình huống giao thông có thể xảy ra và luôn nhớ rằng an toàn là trên hết. Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết từ chị Việt Hà. Xin chào chị Hà, miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét rồi. Đợt rét này lần này thì tôi biết rằng là rét đậm hơn. Vậy thì không biết rằng diễn biến cụ thể như thế nào cho chị Hà? Dạ vâng, đợt rét có cường độ được coi là mạnh nhất từ đầu mùa cho đến giờ thì đang tiến rất gần tới nước ta rồi ạ. Khả năng trong tối và đêm nay thì sẽ bắt đầu ảnh hưởng ạ. Và trước hết thì sẽ là khu vực vùng núi là nơi chịu tác động đầu tiên, trời sẽ chuyển mưa và lạnh dần. Sau đó đến gần sáng mai thì không khí lạnh sẽ bắt đầu dồn sâu xuống và tác động tới nhiều nơi hơn ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khiến cho nhiệt độ giảm mạnh và trời chuyển rét. Như tại thủ đô Hà Nội thì dự báo là trong tối nay trời sẽ còn se lạnh với nhiệt độ trong khoảng là 22 độ C. Sau đó là từ gần sáng sớm mai thì trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ hạ xuống dưới 20 độ C. Trời thì nhiều mây và thậm chí là buổi sáng thì còn có mưa cho nên cảm giác sẽ càng thêm giá rét. Cả ngày mai thì nhiệt độ có thể sẽ đi ngang và giữ ở mức 19 độ C. Đây cũng là mức nhiệt độ ban ngày thấp nhất từ đầu mùa đến giờ. Không chỉ riêng Hà Nội mà hầu khắp Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở xuống đến Hà Tĩnh trời cũng sẽ chuyển rét. Và đợt rét này thì có thể kéo dài trong khoảng 3 ngày. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Trung Du hay là Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 18 độ C. Vùng núi trong khoảng từ 12 đến 14 độ C, thậm chí một số nơi núi cao thì có thể xuống dưới 10 độ C. Không khí lạnh thì cũng sẽ gây ra một đợt mưa diện rộng ở khu vực miền Trung. Vùng mưa có thể sẽ mở rộng ra cả phía Bắc, từ Quảng Ngãi trở ra tới Hà Tĩnh. Trong đó thì tâm mưa lớn nhất là khu vực Thừa Thiên Huế, với lượng mưa dự báo từ nay cho đến hết thứ Tư ngày 27 tháng 11, phổ biến trong khoảng từ 150 đến 250mm và thậm chí là có những nơi mưa có thể trên 500mm. Còn lại các khu vực khác thì mưa trong khoảng từ 70 đến 200mm. Mưa lớn liên tục cho nên lũ trên các sông tại Thừa Thiên Huế thì cũng đang lên lại. Trong tối và đêm nay thì dự báo vẫn ở mức cao, dưới báo động 3 khoảng nửa mét. Khả năng vẫn sẽ gây ra tình trạng ngập lụt tại các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền hay là tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy. Trái lại thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai trời vẫn sẽ nắng ráo. Dự báo là các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Gia Nghĩa nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 30 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh hay là nhiều nơi khác ở khu vực Nam Bộ thì buổi trưa trời sẽ hơi nóng với nhiệt độ phổ biến là từ 32 đến 34 độ C. Còn bây giờ, xin mời chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay trời có mưa nhỏ, se lạnh, nhiệt độ phổ biến 20 độ C. Từ sáng sớm mai trời bắt đầu chuyển rét, nhiệt độ cả ngày không quá 18 độ C. Thành phố Đà Nẵng đêm nay ngày mai tiếp tục có mưa dông, có lúc mưa to, nhiệt độ thấp nhất chỉ 24 độ C. Trưa chiều mai nhiệt độ không quá 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm nay trời dịu mát, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C. Ngày mai trời tiếp tục ít mưa, nắng mạnh, nhiệt độ cao 34 độ C.